Bầu FC làm điều chưa từng có vì Quang Hải. Bầu FC vừa đăng tải dòng trạng thái bằng tiếng Việt để khích lệ Quang Hải và cổ động viên Việt Nam. Kể từ khi Quang Hải gia nhập Bầu FC, đội bóng nước Pháp luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Lượt theo dõi trang chủ của đội bóng này đã tăng từ hơn 20.000 người lên gần 300.000, gấp 11 lần và có hiệu tăng lên sau khi Quang Hải có được bàn thắng đầu tiên ở giải League 2. Ngoài số người theo dõi, các dữ liệu khác có được của fanpage câu lạc bộ này từ ngày Quang Hải đến. Khoác áo cũng nhận về sự tương tác lớn của các fan hâm mộ của Hải Con. Để tiếp tục ghi điểm với các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam, Bầu FC đã dành hẳn một bài đăng bằng tiếng Việt với nội dung "Tiến về phía trước, cùng nhau hướng tới mục tiêu của chúng ta. Sắc vàng và sắc xanh của chúng tôi sẽ không từ bỏ tất cả các cơ hội để làm cho màu sắc của chúng tôi tỏa sáng. Đội bóng của chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn, Pháp, Việt Nam hay tất cả mọi nơi. Tại bút, chúng tôi quyết định đăng một số bài viết bằng tiếng Việt vì chúng tôi biết rằng sự ủng hộ của các bạn vô cùng to lớn. Bất chấp khoảng cách xa xôi, đội bóng của chúng tôi dựa vào sự động viên nhiệt tình từ các bạn." Bài viết trên fanpage chính thức của Bầu FC được cài đặt chế độ chỉ hiển thị ở Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc các tài khoản có địa chỉ IP ở những quốc gia khác sẽ không thể xem được. Tuy nhiên, sau 23 giờ đăng tải, nó đã thu hút hơn 32.000 lượt bày tỏ cảm xúc và hơn 1.600 bình luận. Trong chia sẻ mới đây, Quang Hải thể hiện quyết tâm muốn được thi đấu ở AFF Cup 2022 nhưng còn phải chờ câu trả lời của Bầu. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn VFF tác động nhiều hơn nữa với đội bóng nước Pháp. Vì vậy, huấn luyện viên Didier Thonot cũng đồng ý để Quang Hải về dự AFF Cup như nguyện vọng của cầu thủ này. "Tôi và Quang Hải chưa nói chuyện về việc thi đấu giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm mà chỉ muốn tập trung vào những trận đấu tại League 2. Chúng tôi sẽ bàn về việc này sau. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là Quang Hải về nước có ảnh hưởng tới kết quả của Bầu hay không? Đó là vấn đề cần được chúng tôi đánh giá," huấn luyện viên Didier Thonot nói. AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023. Nếu về chơi cho tuyển Việt Nam ở giải khu vực, Quang Hải nghỉ ít nhất 4 trận đấu tại Bầu. Do AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên đội bóng nước Pháp có quyền không nhà cầu thủ. Cuối tuần trước, Bầu FC vừa có chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng trước NC, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Vòng đấu tiếp theo, Bầu FC sẽ trở về sân nhà để đón tiếp Nice.